Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu tình huống thứ nhất. Ở tình huống này chúng ta sẽ là tình huống nhường đường cho người đi bộ. Thì ở tình huống này các bạn sẽ căn vào cái đít xe màu trắng này. Vừa vượt qua thì chúng ta bấm luôn nhé. Thực ra là vừa chớm mà chúng ta bấm nó cũng đã được rồi, nhưng mà nó không an toàn cho lắm. Thì chúng ta sẽ căn cho nó qua một tí chúng ta bấm. Đấy, chúng ta sẽ được tối đa 5 điểm. Rồi, làm lại nhé. Ok các bạn, đây mình tua như chậm lại các bạn thấy nhá. Đây đó, bắt đầu quất cái đèn xi nhan là chúng ta bấm nhá. Rồi, tình huống thứ hai cũng là một tình huống nhường đường cho người đi bộ. Tình huống này chúng ta sẽ căn cái xe máy SH ấy, phía sau người đi bộ ấy. Vượt qua cái cột chữ A này chúng ta bấm nhá. Thấy đầu xe chúng ta bấm luôn. Đây, người làm xe máy này các bạn nhé, bấm. Rồi, chúng ta sẽ được tối đa 5 điểm. Rồi, ok, mình sẽ làm lại nhé. Người xe máy này nha, quất cổ chữ A này, nhô ra bấm luôn. Rồi, chúng ta bước vào tình huống số 3. Đây là một tình huống mà xe còn phía trước sẽ thắng gấp. Thì các bạn chỉ cần quan sát vào cái đèn xe thì gần sáng lên chúng ta bấm luôn nhé. Bấm. Rồi, chúng ta sẽ có 5 điểm. Rồi. Làm lại. Các bạn cứ quan sát ngã ba ngã tư. Bấm. Đó, khi xe nó chậm lại là nó chuẩn bị sang đèn, chúng ta phải chủ động nhé. Thì nhận diện tình huống chúng ta cứ nhìn các ngã ba ngã tư mà không có cái gì mà có khả năng xảy ra tình huống thì chúng ta sẽ tập trung vào cái xe đi trước. Thì thường những cái trường hợp mà có xe đi trước này thì nó sẽ thường là phanh gấp các bạn nhé. Tình huống số 4 nha. Tình huống này thì chúng ta chỉ cần quan sát cái đầu xe con nhô ra khỏi cái góc tòa nhà, chúng ta bấm luôn nhé. Đây. Có 5 điểm. Mình làm lại nhé. Thì những cái tình huống như thế này thì chúng ta phải bấm cho nhanh. Đây, chúng ta tập trung vào. Nhô ra chúng ta bấm luôn nhé. Nói chung là với các bài tập ấy, mô phỏng các tình huống giao thông như này, chúng ta không có cách nào khác là chúng ta phải luyện tập thật nhiều để chúng ta có thể nhận diện các cái tình huống một cách sớm nhất. Đó. Ngoài sau đó thì chúng ta mới ghi nhớ các cái điểm căn. Rồi, chúng ta bước vào tình huống số 5. Ở tình huống này thì ngay khi xe chúng ta di chuyển lên một nửa của chiếc xe đen bên cạnh này thì chúng ta bấm space các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành thực hành nhé.
qua cái nắm cửa sau chúng ta bấm luôn. Rồi, câu số 6, trường hợp thứ 6. Thì trường hợp này thì trường hợp xe buýt sẽ chuyển sẽ rẽ trái các bạn nhé. Thì các bạn sẽ tập trung vào chiếc xe buýt này, đầu chiếc xe buýt này. Ngay khi thấy đầu chiếc xe buýt chuyển hướng thì chúng ta sẽ bấm space nhé. Đó, chúng ta để ý là xe buýt đang di chuyển thẳng này nhé. Để ý cái đầu nó lắc một cái là chúng ta bấm luôn. Nó có 5 điểm. Rồi, chúng ta bước vào tình huống số 7. Ở tình huống này thì cũng là tình huống nhường đường cho người đi bộ. Thì chúng ta sẽ tiến hành bấm space ngay khi đèn sau của xe phía trước chúng ta bật sáng tại vị trí này các bạn nhé. Rồi, mình sẽ tiến hành thử nhé. Rồi, chúng ta quan sát cái đèn của xe phía trước. Rồi, thấy người đi bộ. Đấy, ngay khi nó sáng lên chúng ta bấm. Có thể là chậm một tí không sao. Rồi, mình có 5 điểm. Tình huống số 8. Tình huống này là có người đi xe đạp mà băng qua ngã ba, thì các bạn sẽ căn vào cái vị trí này. Một là chúng ta có thể căn người xe đạp nhô ra hết lưng. Hai là cái chúng ta nhìn thấy được cái góc của cái ngã ba các bạn nhé. Đây, cái góc này nhìn thấy góc này chúng ta bấm luôn, bấm nhanh nhé, trường hợp để phải bấm nhanh. Rồi, chúng ta bắt đầu. Quan sát ngã ba thấy có người đi xe đạp đúng không ạ? Đấy, ở góc là ta bấm luôn. Bấm non một tiếng sau, mà bấm sớm là chúng ta có thể có khả năng là mất trắng điểm các bạn nhé. Rồi, ok, chúng ta có 5 điểm. Tình huống số 9. Ở tình huống này thì các bạn sẽ căn ở cái vị trí này. Ngay khi chiếc xe con có tín hiệu xin nhàn và đè vạch các bạn nhé, là chúng ta bấm đè vạch, chúng ta bấm luôn. Thì đặc điểm nhận dạng của tình huống này thì các bạn sẽ thấy thường các tình huống mà có xe ở bên làm tay trái phía trước dừng đỗ là thường sẽ có chiếc ngại vật, thường là xe phía trước ngược chiều sẽ lấn làn các bạn nhé, các bạn chú ý. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Thì ngay khi nó đè vạch chúng ta bấm luôn. Đấy, thì mình bấm hơi chậm nên là nó chỉ được bắt được 5 điểm và cuối 5 điểm. Đấy, tí nữa thì sang 4 điểm các bạn nhé. Mình làm lại lần nữa nhé. Đây, chúng ta quan sát cái xe con phía sau này. Đấy, nó ngoặt đầu chúng ta bấm luôn. Ta có 5 điểm. Tình huống số 10. Ở tình huống này thì các bạn sẽ nhận dạng như sau. Cái quang cảnh đi qua ngã tư. Đấy. Và cái phía bên trái nó khá là thoáng, hàng rào thoáng. Đấy. Thì các bạn có thể dựa đó các bạn nhận biết là sẽ khả năng là sẽ có xe ở ngã tư đi ra các bạn nhé. Thì trong trường hợp này thì các bạn sẽ căn ở vị trí này. Đây, hiện tại chúng ta đang quan sát ngã tư này. Rất là thưa các bạn nhé. Chúng ta sẽ căn xe đoạn này. Đó. Ngay khi xe chiếc xe con
bên phía tay trái nhô đầu ra là các bạn có thể bấm luôn nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ có tối đa 5 điểm. Thì ngay từ lúc đoạn này thì các bạn đã thấy được là xe đang di chuyển mờ mờ trong này rồi. Đó. Đây. Đấy chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ tiến hành bấm sway ngay khi xe nhô đầu ra các bạn nhé. Rồi chúng ta tiến hành thực hành nhé. Rồi chúng ta bắt đầu quan sát bên trái hàng rào, đã thấy cả xe đang đây bắt đầu chạy đúng không ạ? Cần nó nhô ra rồi nhá. Bấm. Đơn giản các bạn. Tóm lại là các bạn phải luyện tập nhiều để chúng ta sẽ nhớ tình huống các bạn nhé. Phải nhớ tình huống thì chúng ta mới có chủ động, chúng ta căn cái điểm căn mà theo chúng ta luyện tập trước đó các bạn nhé.